Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ 50 đến giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Phật và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, Phật lịch 2565. Đề tài hôm nay môn học Phạn ngữ Pali. Bài 25, biến cách danh từ nam tánh vị ngữ. 1. Do Thượng tọa Tuệ Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng đồng biên soạn và giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lễ đức nhân bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiện để văn tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phạn ngữ Pali, bài 25 biến cách danh từ nam tánh vị ngữ 1. Con xin đọc phần Pali vui để học. Nghiệp đúng là rắc rối. Nghiệp là một đề tài lớn trong Phật học. Khoan nói đến ý nghĩa mà chỉ nói về từ ngữ đã có nhiều gút mắt phải lưu ý cả trong tiếng Pali và tiếng Việt. Nghiệp thường được dùng để dịch chữ karma hay karma trong tiếng Sanskrit, có nghĩa là hành vi tạo tác của thân, khẩu, ý, có khả năng tạo quả mà cũng có thể sẽ không có điều kiện trổ quả. Thí dụ như lúa, có khả năng mọc ra cây lúa, nhưng không phải hạt lúa nào rồi cũng sẽ trở thành cây lúa. Hành động của những vị đoạn tận, vô minh và ái dục được gọi là duy tác, kiriya. Chỉ có hành động mà không tạo quả của hành động. Trong thắng pháp thì nghiệp cũng là một thứ duyên, tức là nghiệp duyên. Kamma paccayo. Thuật ngữ này không phải mang ý nghĩa theo thông thường nghiệp và duyên, mà ở đây nghiệp là duyên. Chữ duyên
Trái vô ở đây là một thuật ngữ cần định nghĩa rõ. Đức Phật chỉ rõ hơn khi dạy sự chủ tâm tạo tác. Cetana chính là nghiệp. Theo Thắng Pháp thì tất cả tâm đều có thuộc tánh Cetana, nhưng Cetana trong những tâm thiện và tâm bất thiện mới chính là Kamma. Trong tiếng Việt thì nghiệp thường được hiểu là một quy trình hoàn chỉnh của nhân và quả. Người ta thường nói làm cái đó thì mà nghiệp hay tạo nghiệp. Thực tế là làm đã là nghiệp. Trong giáo lý duyên khởi thì nghiệp được biết với hai tên gọi là hành, sankhara, và hữu, phá hóa. Trong tiếng Pali thì quả của nghiệp được gọi là vipaka, dịch chính xác là quả dị thục, lấy từ thành ngữ dị thời nhi thục, khác thời mà trổ quả. Ý nghĩa này gần với chữ kết quả hơn là hệ quả. Một người nói lời chia rẽ khiến người chung quanh mất thiện cảm, đó là hệ quả. Do nói lời chia rẽ sau này thường chịu sự đổ vỡ trong quan hệ cá nhân, đó là kết quả hay nghiệp quả. Hệ quả thường dùng riêng trong lúc kết quả được trong cả hay duyên và nghiệp. Chữ quả trong nhân quả có thể dùng để dịch cả hai chữ vipaka và phá lá. Vipaka thường dùng để chỉ quả dị thục trong lúc phá lá. Quả hay trái thường được chỉ cho thành quả như mắt gá, phá lá, đạo quả, hay xá măng, xá măng, nhá phá lá, sa môn quả. Trong bảy pháp của bậc thiện trí, Sapurisa Thamma, thì chữ Thamma chỉ cho nhân và Artha chỉ cho quả như tri nhân. Thamman Nyuta và tri quả. Artha Anyuta. Để hiểu những ý nghĩa này cần lưu tâm ngữ cảnh. Nhìn vào đề tài ba về quả. Nhìn vào đề tài ba về quả. Vipakatika. Theo Thắng Pháp chúng ta thấy những pháp quả Vipaka Thamma, những pháp tạo quả Vipaka Thamma Thamma, những pháp phi nhân phi quả Newa Vipaka Na Vipaka Thamma 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 Thamma. Ở đây thay vì nói là nghiệp hay nhân thì gọi những pháp tạo quả Vipaka Thamma Thamma. Đây là một cách nói chính xác theo Thắng Pháp. Trong tiếng Việt, hai chữ phước báu và phước báo có hai nghĩa khác nhau. Phước báo là quả phước. Phước báu chỉ cho kết quả thù thắng và thiện nghiệp. Quả của nghiệp được gọi là một trong bốn pháp bất khả tư nghì. Achintaya, mà nhân tạo quả và ngữ nghĩa nói về nghiệp cũng không đơn giản chút nào. Tốt hơn hết, khi thấy nhức đầu thì cứ tự an ủi, như cụ Nguyễn Du đã viết, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Dạ, phần Bali vui để học đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thường tập để siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Tùng Đức, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta trở lại học cái giáo trình phản ứng Pali. Có một vài điểm mà chúng ta đọc sai và viết sai chính tả, chú ý lại. Chẳng hạn như văn phạm bữa nay chúng ta biến cách dịch từ năm tánh vị ngữ ý, vị ngữ ý. Chữ ý ở đây đó là như chữ ác ý, vân vân, chứ không phải là vị ngữ một. Cái chỗ này chúng ta chú ý những cái. Thay vì chữ ý đó, chúng ta viết chữ thường thì nó thành cái chữ ý. Nhưng mà ở trong cái bản kinh, ở trong cái bản đánh máy thì chúng ta viết cái chữ chữ in hoa, cho nên nó thành chữ y là mã. Thành ra cũng xung mới đọc là một, vị ngữ một. Rồi cái thứ hai nữa, trong cái Bali Vu Địa học, cái đoạn thứ ba, thứ tư, đoạn thứ tư, thì cái chỗ này tất cả tâm đều có thủ tánh Chetana, chữ đều chứ không phải là chữ đề. Chú ý chỗ này, bởi vì cái bản mà chúng ta lưu á, nhiều khi sau này người ta Phật tử họ tìm để họ đọc lại thì họ sẽ thấy chữ đó. Trong cái đoạn thứ tư có câu nói, người ta thường nói làm cái đó thì mà nghiệp hay tạo nghiệp. Chúng tôi đọc, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là ở đây chữ mang chứ không phải là chữ mà. Làm cái đó thì mang nghiệp hay tạo nghiệp. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng muốn viết chữ mang hay là chữ mà, không biết. Giờ đúng rồi, thì mang nghiệp. Cho nên cái chỗ đó chúng ta chỉnh lại. Một điểm khác nữa là đoạn thứ 8. Nhìn vào đề tài tam đề quả, chứ không phải là tam về quả. Vì chú ý tam đề quả, tam đề quả vipakatika, vipakatika là tam đề quả chứ không phải tam về, gọi chữ về thì chưa tính. Còn những cái điều còn lại thì chúng tôi sẽ nói, sẽ trình bày quý vị. Hôm nay trong cái Bali Vu Địa học, ở phần Bali Vu Địa học chúng ta nói về cái chữ nghiệp. Thật ra thì cái chữ Hán dịch chữ nghiệp cho cái chữ Cấm Má đó, thì vì nó có nhiều khía cạnh cho nên chúng ta mới thấy là rắc rối. Nhưng mà nó có hệ thống hết quý vị. Ở trong thuật ngữ Bali, thuật ngữ Phật học có hệ thống hết, cho nên không có cái gì phải rắc rối trong hợp này. Nếu chúng ta biết
cái nghiệp đó, trước hết là được dùng để dịch cho chữ cầm má. Hay là chữ karma ở trong tiếng Sanskrit, chữ kamba trong tiếng Pali, có nghĩa là hành vi tạo tác của thân khẩu. Thân khẩu ý có khả năng tạo quả và cũng có thể sẽ không có điều kiện trổ quả. Thật sự cái chữ cầm má nếu mà chúng ta xài ở trong cái nghĩa của luật tạng đó, thì chữ cầm má là việc làm hay là hành sự, như sang cái cầm má dịch là tăng sự, là cái hành sự của tăng hay là việc làm của tăng để giải quyết một cái vấn đề gì ở trong nội bộ tăng chúng, trong giáo hội. Cho nên ở chỗ này chúng ta không có dịch là tăng việc được, mà chúng ta phải dịch là tăng sự, chỉ sang cái cầm má. Cho nên chữ nghiệp, chữ cầm má dịch là nghiệp, chỉ xài ở trong nghĩa của tạng kinh và nghĩa của thắng pháp mà thôi. Nhưng mà chữ nghiệp nó có một điều rắc rối là như thế này. Chữ cầm má và cái chữ kriya, chữ kriya nó cùng xuất xứ ngữ căn kara, chữ kara, chữ kara là động từ karuti, kara từ cái chữ căn này mà chúng ta có cái chữ cầm má, chúng ta có cái chữ kriya. Nó lại vậy thưa quý vị. Nhưng mà trong khi đó nó đi cầm má thì nó lại là một cái hành động có khả năng tạo quả. Nhưng mà chữ cái giá thì lại là cái hành động không có khả năng tạo quả. Để tố, chúng ta dịch tố hay là duy tác. Cái điểm rắc rối là rắc rối ở chỗ đó. Cái điểm rắc rối ở chỗ đó. Cho nên chữ nghĩa bất định nghĩa nói tiếng Việt không là chúng ta đã thấy là nó rắc rối rồi, bây giờ thêm cái tiếng Bali thì nó lại rắc rối nữa. Nhưng mà không sao cả, tới đâu chúng ta giải quyết đến đó. Nhưng mà chữ cầm má nói là nó là một nghiệp có khả năng tạo quả, nó cũng chưa hẳn. Ở trong thắng pháp thì khi đề cập đến nghiệp duyên cầm mắt bách chì vô thì chữ cầm má này đó vẫn là chitana. Chitana hăng phi cơ quê cầm măng quả đa mít,
Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo tới Chaitanya hay là chủ tâm tạo tác à, chính là nghiệp, là tâm mát. Nhưng mà tâm mát này nó có hai, một là sahacha tác tâm mát, câu sinh nghiệp, tức là trong 121 tâm đều có Chaitanya cả. Cho nên chúng ta có đến 121 Chaitanya. Và Chaitanya tư tâm sở ở trong 121 tâm đó nói chung nó là một thứ hành quẩn chủ lực. Để điều khiển cho các cái pháp đồng sanh với nó hoạt động. Thì khi mà Chaitanya nó điều phối các pháp đồng sanh trong một sát na tâm là bị biết cảnh, thì cái này được gọi là Sahacha tác cầm một cái chơi giá, tức là câu sanh nghiệp duyên, tức là ám chỉ cho Chaitanya trợ cho các pháp đồng sanh. Chữ duyên, chữ bách giá ở đây là chúng ta phải hiểu là những cái sự trợ giúp. Còn cái trường hợp thứ hai đó, tâm mát Chaitanya mà ở trong cái tâm bất thiện, Chaitanya ở trong cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, trong tâm thiện thế, Chaitanya đó nó còn một cái vai trò khác gọi là nanakkhadika kammapacchaya, tức là dị thời nghiệp duyên. Thì Chaitanya mà ở trong cái tâm thiện, tâm bất thiện đó, thì Chaitanya đó nó đóng hai vai trò, một là câu sanh nghiệp duyên, hai là dị thời nghiệp duyên, tức là khác thời trổ quả, nó để lại cái nó để lại cái hậu quả vì sau này. Chỗ đó chúng ta mới nói là nghiệp trổ quả, nghiệp dị thời cho quả dị thục. Còn mà nói ở khía cạnh Chaitanya mà trợ lực cho, nghĩa là đôn đốc thúc đẩy cho các pháp đồng sanh hoạt động đối với cảnh, thì như vậy chỉ là câu sanh nghiệp mà thôi. Thật ra chữ cầm má trong trường hợp mà nói nghiệp duyên đó, chữ cầm má cái giá chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa đó. Ở trong bộ Bát Thanh Nát, khi mà Đức Phật nói ngài thuyết 24 duyên gốc thì ngài chỉ nói là cầm bát chay giá thôi. Nhưng mà trong cái bát chay giá niết đi xô, tức là trong cái phần giải thích duyên đó, thì cầm bát chay giá trong trường hợp này giải thích tới hai ý nghĩa. Một là Chaitanya trợ cho các phái động sanh hoạt động. Hai là Chaitanya thiện hay bất thiện, nó sẽ trợ cho các cái tâm quả và sắc nghiệp sau này, thì cái đó gọi là dị thời nghiệp. Chúng ta có hai cách nói. Cho nên khi mà nói rằng trong thắng pháp tất cả tâm đều có thuộc tánh Chaitanya, thì chúng ta nói chung là tâm sở tư hay là tâm sở Chaitanya đó ở trong tất cả tâm
thì gọi là câu sinh nghiệp Sahaja Takkhama. Chỉ riêng có Chaitanya ở trong những tâm bất thiện, những tâm thiện, tâm bất thiện thì được gọi là Nanakharika Kamma, là dị thời nghiệp. Chúng ta phải nói rõ, cái đoạn thứ ba chúng ta phải nói rõ như vậy. Còn cái vấn đề mà nói rằng trong cái tiếng Việt thì nghiệp thường được hiểu là một quy trình hoàn chỉnh của nhân quả. Đây là cách nói thường thức, người ta thuận miệng người ta nói thôi. Người ta nói làm vậy thì mang nghiệp hay là tạo nghiệp. Nhưng mà thật sự ra thì trong lúc đang làm đã là nghiệp rồi. Lúc đang làm đã là nghiệp. Chứ không phải là đợi làm xong cái đó mới gọi là mang nghiệp hay tạo nghiệp. Thì vấn đề này chúng ta cũng phải chú ý chút xíu. Và một cái khía cạnh khác nữa là ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, thì nghiệp được biết đến với hai cái tên gọi là sankhara hành, gọi là nghiệp hành, kamma sankhara nghiệp hành, vô minh duyên hành. Chữ hành đó là chỉ cho nghiệp hành, kamma sankhara, là thủ duyên cho hữu. Chữ hữu ở đây phải hiểu là kamma phá, là nghiệp hữu. Ở trong sách Thắng Pháp, chú giải Thắng Pháp đó, thì khi mà giải thích hai cái chữ này thì ghép thêm cái chữ kamma vào, kamma sankhara nghiệp hành, kamma phá là nghiệp hữu. Nhưng mà cả hai trường hợp sankhara và phá quá ở đây là để chỉ cho nghiệp kamma cả. Bởi vì trong cái pháp duyên khởi đó, nó gồm có ba luân, đâu có tám, tức là phiền não luân hồi gọi là phiền não luân, gọi là kile sa quát tát, nghiệp luân hồi tâm mát quát tát, và quả luân hồi quý ba tát. Nó chia làm hai phần, quá khứ hiện tại đó, thì vô minh là phiền não luân hồi thuộc về nhân quá khứ. Chính vô minh đó nó trợ cho hành, tức là nghiệp hành đó, thì đó là tạo nghiệp. Phúc hành phi phúc hành bất đồng hành, nó tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Rồi cái hành, tức là nghiệp, tạo ra quả hiện tại, gọi là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, v.v. Thì như vậy, từ xúc cho đến thọ đó, thì gọi là quả luân hồi quý bà có quả tám. Như vậy, chúng ta có một cái phạm trù ba luân ở nhân quá khứ quả hiện tại là vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Vâng, vâng. Thì nghiệp luân, phiền não luân hồi là vô minh, và hành tức là nghiệp luân hồi, và đưa đến thức là quả luân hồi. Bây giờ chúng ta có cái phạm trù thứ hai, tức là ở cái chặng nhân hiện tại quả vị lai, nhân hiện tại quả vị lai,
thì ái duyên thủ, ái là tham, thủ ở đây tức là tham và tà kiến. Ái và thủ nó thuộc về phiền não luân hồi, cái đề sau quá tắc là nhân hiện tại. Rồi ái thủ nó duyên cho nghiệp hữu, không nó phá quá. Thủ duyên cho hữu, hữu ở đây là nghiệp hữu, đó là nghiệp luân hồi mà thuộc thời hiện tại. Cứ phiền não duyên cho nghiệp, rồi nghiệp đưa đến quả, nghiệp chủ quả tức là hữu duyên cho sanh, phá quá, bách chạy gia, chà tí, chà tí bách chạy gia, chà ra mơ năng sô, có bà đi đề, vô đúc cà đô, bà ná sư bà gia sa, xâm phô anh tí. Thì sanh lão tử sầu vi khổ ưu ai, nó thuộc quả luân hồi ở tương lai. Cho nên chúng ta cứ nhớ, trong duyên khởi thì phiền não luân trợ cho nghiệp luân, mà nghiệp luân trợ cho quả luân. Thì nghiệp luân ở đây nếu là quá khứ thì đặt cái tên gọi là sankhara, tức cầm mắt. Sankhara là nghiệp hành. Phiền não luân trợ cho nghiệp luân, nghiệp luân trợ quả luân. Nếu nó nói nghiệp luân ngay trong thời hiện tại này thì chúng ta gán cho cái tên gọi là phá quá, hữu hay là cầm mắt phá quá. Cho nên khi chúng ta nói đến là hữu hay nghiệp hành và nghiệp hữu thì chúng ta phải biết đó chỉ cho, chỉ cho nghiệp. Nghiệp hữu đây có thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Như vậy, như vậy thì chúng ta đã nói xong cái phần thứ 5. Còn cái phần thứ 6 khi mà chúng ta nói đến một cái hành động mà nó đưa đến quả, đưa đến kết quả đó, thì ở đây chúng ta phải nhớ hai điểm, hai từ. Nếu một cái hành động đó nó trở thành cái nghiệp dị thời, nó cho ra cái quả gọi là quả dị thục, thì chúng ta sẽ chú ý bạc á. Ngay cả tâm quả siêu thế cũng gọi là Lukutara Vipaka, ở trong Thamasangadhi có nói đến chỗ này. Nhưng nó khác hơn là thế này. Đối với Vipaka mà hiệp thế, quả hiệp thế thì gọi là Upadina, Upadina đúng, Padadiya, tức là thành do thủ, cảnh thủ. Thì thành do thủ, cảnh thủ á, thì mới gọi là quý ba cá. Chính xác là quý ba cá chính tác. Còn vì rằng nói đến quả siêu thế, cái này là Anupadina Anupadaniya. Quả siêu thế đó thuộc về phi thành do thủ, phi cảnh thủ. Nghĩa là những cái pháp mặc dù cho cái tâm đạo trợ sanh, nhưng mà cái tâm quả siêu thế đó không phải là do nghiệp thủ
tham ái tà kiến tạo và cũng không bị tham ái tà kiến biết, cho nên mới dùng cái từ gọi là phá lá, và chúng ta gọi là hệ quả. Nói một cách khác là chúng ta có hai từ: làm cái việc đó tạo ra cái nhân đó, nó đưa đến hai, một là vipaka, hai là anisangsa. Chúng ta xài cái anisangsa được. Một người mà sát sanh sao là bị yếu tử thì cái quả yếu tử đó chúng ta gọi là vipaka, và gọi là bị cái quả xấu. Nhưng một người sát sanh tạo nên cái sự thù oán, thí dụ giết người hại vật, thì sẽ tạo nên cái sự thù oán với chúng sanh khác, sự quan trái với chúng sanh khác. Thì người mà sát sanh nhiều, bị quan trái nhiều đó, thì bị quan trái đó không phải là bị quý ba cá, mà bị anisangsa. Tất cả cái gì cũng là anisangsa. Một người bố thí đời sau này được giàu có đầy đủ tảng, thì cái đó gọi là quý bà cá, đà na quý bà cá. Nhưng một người bố thí có cái tâm rộng rãi xa tài, cái tâm của họ dạn dĩ khi đi đến hội chúng, không có sự rụt rè, hoặc là được chư thiên nhân loại thương mến, thì cái này gọi đà na, đà na ni sằng sắc, tức là cái hệ quả của sự. Cho nên chúng ta phải xài hai từ đó, xài hai từ. Do vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến quả của hành động đó, tức là cái sự thành tựu do cái hành động đem lại, thì chúng ta có ba từ: quý ba cá, hoặc là phá lá, hoặc là ni sằng sát. Chúng ta xài trong ba từ. Các vị phải chú ý cái chỗ này chút xíu, nó hơi rắc rối chút xíu thôi, nhưng không nên nổi, không nên nổi rắc rối lắm. Lại nữa, trong cái điều thứ bảy đó, con cũng có nói đến cái vấn đề ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Bảy Pháp của Bậc Thiện Trí Samprasat Thamma. Thì ở đây hai cái pháp đầu gọi là Thammayutta là tri pháp, và Arthayutta là tri nghĩa. Thì đúng ra đó, thì chỗ này vị tỳ kheo có bảy pháp của bậc hiền trí, gọi là tri pháp ở đây tức là vị này có cái sự hiểu biết về cửu phận giáo pháp, như là khí kinh ứng tụng, khí thuyết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, phương quán, vị tầng hữu, bổn sanh, vân vân. Cái đó gọi là tri pháp tham anh chúng ta. Khi mà vị tỳ kheo nằm lòng nhớ biết cửu phần giáo pháp, thì vị này phải hiểu biết ý nghĩa của từng đoạn, từng câu. Bài kinh này có nghĩa như vậy, pháp này có nghĩa là như vậy, khổ đế nghĩa là như vậy, thập đế nghĩa là như vậy, diệt đế nghĩa là như vậy, đạo đế nghĩa là như vậy. Thì vị biết rõ ràng như thế được gọi là tri nghĩa Arthayutta.
vân vân. Nhưng mà trong chú giải thì giải thích thêm cái chữ tham manh như ta ở đây nó còn có nghĩa là biết được cái nhân, biết được cái nguyên nhân sanh ra hậu quả. Cho nên gọi tham manh chúng ta là tri nhân. Và người trí biết được cái hậu quả này là quả, sự kiện này là hậu quả của nguyên nhân kia, thì như vậy gọi là tri quả Athayuta. Ở đây chúng ta cần phải hiểu khi nói đến tri nhân tri quả tri pháp tri nghĩa, tri pháp cũng có nghĩa là tri nhân, mà tri nghĩa cũng có nghĩa là tri quả. Nhưng chúng ta không nên nói rằng tri nhân là dịch từ cái chữ tham manh chúng ta, tri quả dịch từ chữ thanh chúng ta. Vậy chữ tham manh chúng ta, thanh chúng ta có thể hiểu là tri nhân tri quả, nhưng mà cái chữ tri nhân tri quả đó không phải hoàn toàn là ý nghĩa của tham manh chúng ta và thanh chúng ta. Chúng ta phải chú ý đến điểm này. Thứ tám, ở đây một vấn đề nữa là trong cái tam đề quả của Tikamatika đó, của đầu đề tam theo thắng pháp, thì ở đây có ba câu. Cái câu đầu gọi là Vipakathamma, tức là những cái pháp quả chỉ cho 52 tâm quả. Và 18, tâm sở phối hợp với tâm quả. Câu thứ hai, Vipakathamma, thay vì là những cái pháp nhân thì ở đây chúng ta phải hiểu là những cái pháp tạo quả. Đó là chỉ cho pháp thiện, pháp bất thiện. Pháp thiện, pháp bất thiện là những pháp tạo quả. Vipakathamma. Như vậy chữ Vipakathamma đó là đồng nghĩa với chữ Kamma là nghiệp. Đồng nghĩa chữ Kamma là nghiệp. Chúng ta phải hiểu chứ. Còn cái pháp thứ ba rồi, đều có Vipa, các đồng Vipa, các Thamma ở đây đó, là pháp, dịch gọn là pháp phi nhân, phi quả. Tức là chỉ cho những cái tâm tốt, chỉ cho những tâm tố, tâm viriya, sắc pháp, niết bàn, là những pháp không phải là nhân tạo quả, cũng không phải là quả được tạo bởi nhân. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái tâm đề quả thì chúng ta phải biết chữ cầm mát ở đây đó là nằm ngay cái pháp thứ hai, quý ba cái thầm mát thầm mát. Trong cái phần thứ 9, trong tiếng Việt có hai chữ, chữ phước báo và phước báo, hay chúng ta nói là báo u và báo o. Cái vấn đề này cũng không cần phải nói thưa quý vị, nhưng ở đây có hai nghĩa mà chúng ta phải chú ý.
gọi là phước báo mà bỏ o đó, tức là quả báo hay là kết quả. Phước mà được kết quả do thiện nghiệp quý vị lưu ý cái chữ này nè, phước báo mà chỉ kết quả của thiện nghiệp đó là bỏ o ha, các vị chú ý chữ bỏ o. Cái câu cuối của Nhật Quỳnh để là phước báo chỉ cho kết quả thù, thêm chữ thù, nếu mà thêm chữ thù thắng thì bây giờ chúng ta phải để thế này, chữ báo mà có u có nghĩa là quý báo, châu báo, sự thù diệu. Bởi vì phước á, thì như là cái vật báo, như là báo vật của thế gian. Phước là báo vật của thế gian, báo vật của con người, cho nên mới gọi là phước báo. Còn cái chữ phước báo mà báo ơn thì chúng ta làm cái hành động đó thì nó có kết quả là phước đem đến sự an vui, đó là báo o. Nhưng mà thường thường đó thưa quý vị, ở thế gian này đó, người ta không hiểu vậy, cho nên người ta xài cái chữ người ta thường nói gặp cái chữ hợp gì người ta nói ác báo. Ít có người nào mà họ xài cái chữ họ nói là chữ phước báo, họ ít có xài chữ phước báo. Nhưng mà trong khi nhầm lẫn cái chữ phước báo, họ nhầm lẫn với khi mà nghe Phật tử nói cái phước báo thì họ chỉ nói cái chữ này thôi. Nhưng mà thật ra chữ phước báo u thì chữ phước báo này là chỉ có người Phật tử chúng ta xài, chúng ta mới quý trọng cái phước. Chúng ta mới quý trọng cái phước, xem phước như là một báo vật của mình, báo vật của cái tài sản. Còn cái kia đó, chữ ác báo với thiện báo hay là phước báo đó, thì chúng ta phải biết rằng hễ mà tạo cái ác nghiệp thì phải chịu cái ác báo, mà tạo thiện nghiệp thì cái phước báo. Chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà khi mà nói cái phước báo, chúng ta khó đọc tròn cái miệng hay là chu cái miệng thành chữ u chữ o lắm thưa quý vị. Thì tôi giờ nó rắc rối chỗ đó, chúng ta tránh đừng có xài, tránh đừng có xài. Cuối cùng thì ở đây thưa quý vị, quả của nghiệp là một trong bốn cái pháp bất khả tư nghì, Achin Tây Giác, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn được. Thật ra đó, không thể nghĩ bàn lên thế này, những cái hành động thiện cũng đồng thời làm thiện giống nhau như vậy, nhưng mà quả dị thục trong tương lai thù thắng hơn hoặc là kém hơn, người này kém hơn người kia, người kia thù thắng hơn người nọ, cái quả dị thục đó không thể bàn tính được. Vì sao? Chỉ có Đức Phật là Ngài mới biết được cái chúng sanh hai người kia đồng bố thí, đồng làm một cuộc lễ trai tăng. Nhưng mà có người thì họ làm với cái tâm thọ hỷ, có người làm với tâm thọ xã.
cái quả khác nhau. Có người cũng làm cái vị trai tăng đó đồng cùng làm, như một người làm với cái tâm hợp trí, còn người với tâm ly trí, quả khác nhau. Người làm tâm hỗ trợ và người làm bằng cái tâm vô trợ khác nhau. Mà cái mà hỗ trợ hay vô trợ, hợp trí hay ly trí, thì cái này chỉ có Đức Phật là người mới biết rõ. Tại sao đến khi mà cái quả dị thục sanh ra thì nó có cái sự chênh lệch, Ngài mới biết rõ cái chỗ đó. Cho nên nghiệp quả bất khả tự nghi là chúng ta không thể, cái trí phạm phu chúng ta không thể bàn nghĩ được. Nhưng mà chúng ta chỉ biết đại khái là như thế này. Yadi sang gopate pichang tadi sang lapante phalang kalajana kari kalajanang papakari chapapakang. Tương bộ kinh Đức Phật là dạy rằng gieo giống thế nào sẽ gặt quả thế ấy. Hễ tạo cái nghiệp xấu thì sẽ hưởng quả xấu, mà tạo cái nghiệp tốt thì hưởng quả tốt. Chúng ta chỉ biết những cách đại loại như vậy thôi. Còn về cái chuyện mà hễ mà chúng ta trồng cà thì được cà, trồng dưa thì được dưa, rồi chúng ta biết vậy. Còn cái trái cà mà nó to hay là nó bị ẹo ụt, trái dưa nó to hay nó bé, tùy theo đất, tùy theo thổ ngơi, thì cái trường hợp này chúng ta khó đoán biết được. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là hễ trồng cà thì chuyển qua, chuyển đậu quần đắp đậu vậy thôi. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái phần Bali Vu Địa học. Mà quý vị cảm thấy là rắc rối quá thì thôi, bây giờ chúng ta qua cái phần khác. Cái phần này chắc có lẽ là đỡ rối hơn chút xíu. Ồ, xin thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng, Thượng Tọa có ý gì? Giờ nói ít thì vui, nhưng nói nhiều quá sợ nó hết. Nhưng mà chưa tập siêu quá. Chúng ta nói là Chaitanya là chúng tâm tạo tác, nhưng mà hành động vô ý có chủ tâm tạo tác không? Thượng Tọa có nghĩ vậy thêm một chút. Dạ. Thật ra thưa quý vị, không có cái hành động nào mà gọi là vô ý. Nếu như mà vô ý thì không có thành cái hành động. Nó chỉ có nghĩa là như thế này: mình có ý làm việc này nhằm cái mục đích đó, chứ mình không có cái ý là để thành tựu cái mục đích kia. Nhưng mà vô tình cái hành động này nó lại có cái tác dụng đến cái mục đích kia, đến cái việc kia. Cho nên hỏi thì mình nói rằng tôi không có cố ý. Thí dụ bây giờ như thế này, mình cầm một cái hòn sỏi, mình nhấm, mình ném vào một cái thân cây, thử xem coi cái khả năng mà ném liền của mình nó có chính xác hay không. Thì khi cái hòn sỏi nó được ném trúng cái thân cây
thì nó lại dội ngược qua một bên, nó trúng cái người đi đường, nó trúng người đi đường, làm cho người ta u đầu. Rồi khi mà dân làng hay là quan lính họ đến họ bắt đứa bé này, họ rầy rà phạt vạ, thì đứa bé đó nó chối, nó nói là nó không có cố ý hay là nó vô ý. Hỏi sao vô ý? Tại vì người vô ý là không có ý chọi người đó, tôi chỉ có ý chọi cái cây thôi, cái thân cây này, nhưng mà tại vì cái hòn sỏi trúng thân cây đó, nó dội ngược qua bên kia, thì cái đó phải xử khác. Chừng nào mà đứa bé này mà nó cố tình nó nhắm vào cái người đi đường để nó liệu cho người ta u đầu đó, thì cái đó là cái tội cố ý là khác. Còn khi mà nó chỉ chơi, nó nhắm thân cây rồi nó ném trúng cái thân cây để dội ngược ra trúng cái người đi đường, thì trong trường hợp này là nó gián tiếp chứ không phải là cố ý. Thì chúng ta nói cố ý là cố ý như vậy, cố ý và vô ý là như vậy. Nhưng nếu như một cái hành động vô tình mà gây nên cái cảnh thọ khổ cho chúng sanh khác, nếu mà chúng sanh khác họ bị đau khổ đó, họ có sự quan trái là một, cái thứ hai nữa là trong lúc người này đang làm cái công việc, làm cái hành động đó không phải là một hành động thiện, thì như vậy thì nó cũng mang nghiệp. Cái nghiệp đó được gọi là katapta kamma, tức là khinh thử nghiệp. Tức là nghiệp đã làm rồi nhưng mà có thể là quên, không nhớ, bởi vì nó không có cái ấn tượng. Thì vậy cũng bị quả, chứ không phải là không bị quả đâu. Nhưng mà quả bị dị thuật về sau này, quả bị dị thuật nó cũng sơ ý. Thí dụ như hồi trước mình mà ném cái cục đá hay một con dao về phía trước, ném qua một bên, vô tình nó phang trúng nhầm một cái con vật đi ngang qua đó, rồi con vật đó nó chết. Thì vì cái hành động sơ ý mà làm chết con vật như vậy đó, thì đời sau này bị quả sơ ý là có thể bị lạc đạn mà chết. Lạc đạn, lạc tên, người ta bắn ai đó chứ không phải nhắm bắn mình, nhưng mà cái mũi đạn hay là cái lằn tên đó nó đi lạc cho nó ngay mình, làm cho mình bị vong. Thì trong trường hợp đó là cái do cái nghiệp vô tình mình phải chịu cái quả vô ý gì. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một chút thôi, nói nhiều quá thường tôi đã nói là nói nhiều đã hết giờ. Xin tịnh. Sa thú kính trình thưa thật sự. Bất thưa thật sự, người ta ở ngoài ta hay nói là nghiệp nó nặng hơn duyên. Cái duyên thì nó chỉ đưa đẩy thôi, nhưng mà nó thường Phật học thì nói như vậy có chính xác không? Có nghiệp có nặng hơn duyên không? Xin kính thưa thượng tọa Hoằng Nghị trở lại. Kính thưa quý vị, thật ra đó, người ta nói ngược, cái duyên nó nặng hơn nghiệp chứ. Vì khi mà chúng ta nói đến duyên đó,
là chúng ta nói đến 24 duyên lận. Cái gì cũng có thể là năng để trợ cho sở nó sinh khởi. Năng đồng sanh với sở duyên, nó trợ cho sở duyên cũng được, gọi là câu sanh duyên. Năng sanh trước trợ cho sở sanh sau cũng được, gọi là tiền sanh duyên. Năng nó sẽ sanh sau, nó trợ cho sở duyên sanh trước cũng được, gọi là hậu sanh duyên. Năng nó vừa diệt, nó trợ cho sở duyên tiếp nối, gọi là vô gián duyên. Năng vắng mặt trợ cho sở duyên sanh khởi bằng cách là vắng mặt, thì như vậy gọi là vô hữu duyên. Nát thiết bách chay giác cũng có, mà có mặt đồng thời với nhau, năng giúp cho sở, gọi là hiện hữu duyên cũng có, vân vân. Thì như vậy trong mỗi trường hợp mỗi cách, duyên đều gọi là trợ duyên cả, đều gọi là duyên hết. Trong khi nghiệp thì chỉ có một trường hợp, hoặc nói rộng là hai trường hợp thôi. Tức là trong 24 duyên đó thì có cái gọi là cầm mắt bách chay giác, là nghiệp làm duyên. Thì nghiệp làm duyên này như chúng tôi nói khi nãy, nó có hai trường hợp. Nghiệp ở đây Chetana trợ giúp cho các pháp đồng sanh, như vậy câu sanh nghiệp duyên. Nghiệp tức là Chetana ở trong tâm thiện, tâm bất thiện, nó tạo ra tâm quả dị thuộc xấu hay tốt trong đây. Thì như vậy gọi là dị thời nghiệp duyên, na nát hết các cơ mớ bất chay giác. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy nè, nếu mà nói gọn lại đó thì chỉ là không có bất chay giác là nghiệp duyên. Do đó cho nên nghiệp nó chỉ có một trong 24, còn duyên thì có tới 24 trường hợp. Thì như vậy nói duyên nó nặng hơn nghiệp chứ, tại sao nói nghiệp nặng hơn duyên? Nhưng mà nói như vậy á, cái người đời thì họ đối họ ám chỉ khác, họ ám chỉ khác. Nhưng mà thật ra đó thưa quý vị, nếu mà nói nghiệp nó tạo ra quả, nhưng mà cái quả dị thuộc đó mà nó được thêm mắm dặm muối lên gia vị cho nó đậm đà, thêm lên đó là do nơi cái thường cận y duyên, cái thường cận y duyên. Thì như vậy trong trường hợp này người ta nói cái nghiệp nặng hơn duyên, thì trong trường hợp này nó cũng chưa hẳn đúng đâu. Vậy chúng ta bàn đến cái vấn đề mà duyên nghiệp, mà chúng ta nói theo cái pháp chân đế, theo cái Phật học đó, thì nói chân nghiêm chỉnh đàng hoàng thì chúng ta mới có lý giải được. Còn khi mà chúng ta nói theo cái cách thưởng thức ở bên ngoài, thiên hạ họ đụng đâu nói đó, họ dùng từ bất chấp là đúng sai đó, thì trong trường hợp chúng ta đem ra chúng ta bàn thì nó không có lý lẽ nào hết. Cho nên ở đây đó, chúng ta chỉ tạm thời là chúng ta nói một vài điểm để phân tích cái vấn đề nghiệp và duyên thôi. Nhưng mà chúng ta không thể theo thiên hạ mà nói rằng nghiệp nặng hơn duyên hay là duyên nặng hơn nghiệp được, là bởi vì mỗi khía cạnh khác nhau. Và cuối cùng thì chúng ta nói nghiệp trợ cho quả, đó cũng là một duyên.
đó cũng là một duyên, gọi là nghiệp duyên. Thì trong trường hợp này làm sao mà chúng ta có thể tách ra để cho ta so sánh được? Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận này. Nam mô Phật Thầy. Sao thì mình được sự tạo tự siêu. Nói với cái chuyện mà người đời nói rồi mình nói, trong chùa nói, trong kinh nói, trong thắng pháp nói, vì ngày cũng vậy đấy. Và thì tập từ siêu có nhiều người nói là mình tu quên cố gắng đừng tạo nghiệp, thì tôi phải giải thích là chúng ta có thế nào không tạo nghiệp không? Dạ. Chúng ta nhất là nói là thắng pháp thì có cách nào chúng ta có một cái diễn trình tâm mà không có tạo nghiệp không? Và hay là mình tu thì mình nên tạo nghiệp lành hay gì, nó là không tạo nghiệp. Và có nên hướng nó chấm dứt hành và hữu, tức là trong 12 cái nhân duyên á, thì mua binh duyên cho hành hay là thủ duyên cho hữu á, thì chúng ta đối với nghiệp chúng ta như thế nào? Nhưng mà đặc biệt là mình có nên nói rằng mình tu hành rồi đừng tạo nghiệp không? Cái tính thường tạo. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đây cũng là vấn đề, cũng là một cái cuốn phim nhiều tập đó, thưa quý vị. Nếu mà bàn thì phải bàn tới nơi tới chốn. Ở ngoài mà người ta nói cố gắng đừng tạo nghiệp, cái chữ đừng tạo nghiệp ở đây là họ muốn ám chỉ cho cái nghiệp quan trái, cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện. Thế gian thì họ thường hay nói cái tiếng gọi là tạo nghiệp, mang nghiệp đó, là họ chỉ cho ác nghiệp, thưa quý vị. Thế gian thường tình họ hay dùng cái tiếng đó để chỉ riêng cho ác nghiệp, chứ họ không có nói đến cái vấn đề thiện nghiệp đâu. Cái câu nói là tu đừng có tạo nghiệp, tức là ngăn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là nó đâm thọc, nó độc ác, nó đừng có nó đâm thọc, đừng nó độc ác, đừng nó vô ích, để ngăn bớt cái nghiệp đi, ngăn bớt cái nghiệp ác đi, thì cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây đó, trong cái vấn đề hiểu trong Phật học của chúng ta đó, thì đúng, tu hành cố gắng đừng có tạo nghiệp nữa, bởi vì hãy khi còn tạo nghiệp, tức là tạo nghiệp nghiệp luân, tạo nghiệp luân hồi, thì còn phải chịu quả luân hồi. Ngày nào mà nghiệp hành kamma sankhara hay là nghiệp hữu cầm mắt phá quá kết thúc, thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt sanh tử luân hồi được. Cho nên đừng có tạo nghiệp nữa, tức là chớ có tạo ác nghiệp cũng như chớ có tạo thiện nghiệp nữa. Nhưng mà lúc đó là rốt ráo mới là không tạo nghiệp lành, không tạo nghiệp dữ. Chứ còn chúng ta còn là phàm phu á, thì chúng ta không thể nào là không tạo nghiệp được. Chúng ta chỉ có thể là cố gắng được đừng có tạo nghiệp thôi. Còn cái nghiệp lành thì chúng ta vẫn phải tiếp tục tạo. Tuy nhiên, tạo nghiệp lành nó có ba cái tình trạng. Tạo nghiệp lành mà thuộc về Hinata, tức là hạ đẳng, là khi mà chúng ta tạo cái nghiệp thiện mà do nơi cái mãnh lực của tham ái và tà kiến, nghĩa là mãnh lực của cái pháp Papancha, tức là ái, kiến và mạng,
thì tạo nghiệp lành cái đó đó. Một người họ tự đắc là mình giàu có do cái sự ngạo mạn đó, cho nên họ đi đến đâu mà họ nghe người ta hô hào, người ta kêu gọi làm phước từ thiện thì người đó sẵn sàng làm để mà dương cho bản ngã lên. Thì làm phước kiểu đó, đó là hạ đẳng thưa quý vị, hay là vì tham ái, vì ham muốn hưởng quả dị thục, được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc trong tương lai, rồi ráng tạo phước, thì cái đó là hạ đẳng. Hay là một người tà kiến, họ nghĩ rằng họ làm cái việc đó để hai bên vai giác ghi chép vân vân, thì họ cố gắng làm việc lành. Thì người làm việc lành mà bị mắc trong ba cái đó thì trên đỡ nói rằng cái đó thì nó ta là hạ đẳng. Còn trung đẳng á, tức là một người làm phước mà họ mong được thoát khỏi cái sự khổ đau, được sanh làm người cõi trời, sanh làm thân nhân loại hay là thân chư thiên, họ nghĩ đến quả vị thục ở tương lai, thì như vậy đó gọi là trung đẳng, Maxima. Còn làm phước mà theo cái bậc gọi là thượng đẳng, Panita, là người đó họ làm cái việc lành không phải là hữu, không phải là thọ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu đâu, mà ở trong Paccayaka đó quý phần gác, tức là phân tích về duyên khởi. Thì ở đây phân tích duyên khởi trong bộ thứ hai của Tạng Thắng Pháp đó, thì ở đây có người ái, có người lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, nhưng mà thọ khổ thọ lạc, phi khổ phi lạc đó, nó lại duyên cho Pasada, tức là duyên cho tịnh tính, tịnh tính duyên cho thắng giải Atimokha, thắng giải mới duyên cho hữu. Thì cái này qua đốt trái giai đoạn thưa quý vị, cái này không phải do ái, mà người này họ hành động đó là khi mà họ nhận thức được rằng cái sự luân hồi là khổ, và chúng sanh bị cấu quế nội tâm cũng do cái phiền não, bọn sẻn keo kiết Maccariya, cho nên người này nghĩ rằng cái sự bố thí, cái sự xả tài đó nó là citta, citta langaro, cái vật trang điểm cho tâm, citta parikhara, parikhara là tư cụ cho tâm để được giải thoát. Người này mới bắt đầu hành động thiện, hành động thiện mà do tác ý, để làm tư cụ cho tâm, làm vật trang điểm cho tâm được giải thoát đó, thì làm việc thiện này một thời gian đó, nhiều đời nhiều kiếp thì sau này dần dần họ sẽ phá vỡ được cái nghiệp hữu sanh luân hồi, nghiệp hữu luân hồi. Cho nên ở đây đó, trước hết là chúng ta tu hành, chúng ta cố gắng đừng tạo ác nghiệp, chứ phải cố gắng đừng tạo nghiệp, mà phải nói rõ là cố gắng đừng tạo ác nghiệp.
vì không thể là không tạo nghiệp lành khi còn phàm. Chúng ta cũng nên tạo nghiệp lành, nhưng mà cái nghiệp lành của chúng ta đó thì phải là hướng thượng, tức là việc lành có cái khuynh hướng là xuất ly. Chứ chúng ta đừng làm nghiệp lành bởi do phiền não sai xử, hay là vì ham muốn cái quả báo, mà vì cái sự trang bị cho tâm để chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Thì chúng ta nên làm cái nghiệp lành cái kiểu cách đó. Chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thuật luận số 3. Chắc có lẽ là hôm nay chúng ta tạm ngưng cái phần Pali nghi thức thực hành đi, để cái thời gian 45 phút còn lại chúng ta học phần ngữ Pali với làm bài tập với quý vị. Xin thỉnh thượng tọa giới đẳng trở lại. Dạ vâng. Dạ, để chúng ta tạm ngưng Pali thực hành bữa nay. Xin thỉnh thượng tọa trả lời một câu nữa, chúng ta đi kia. Thầy cơ, việc gì cũng rắc rối nhiều chuyện lắm. Bởi vì tôi xíu có nhiều người họ nói rằng khi mà nói về nghiệp đó, chúng ta nói về vay trả. Cái quan điểm về nghiệp trong Phật Đạo Phật có đúng là vay trả hay không? Mình vay cho ai, trả cho ai? Và có nhiều người hiểu rằng mình giật tiền của ông A thì ông A mai mốt sẽ giật tiền lại mình, có đúng vậy không? Hay là mình đánh đâu A đánh lại mình, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại chút xíu. Dạ. Xong câu này thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái quan điểm mà tạo nghiệp là vay trả đó, là cũng theo cái cách nói thông thường của người đời. Nhưng mà họ nói cũng đúng. Cũng đúng là trường hợp là đúng một phần mà không đúng một phần. Đúng một phần là khi mà tạo một cái ác nghiệp gây thương hại cho một chúng sanh nào khác, thì chúng sanh đó có cái sự quan trái. Cái sự quan trái để sau đó trả thù. Thì trong trường hợp này, cái người tạo nghiệp hiện tại gọi là trả vai chúng sanh kia một cái nợ, và trong tương lai chúng sanh kia họ sanh trở lại, họ gác sanh vào trong gia đình đó làm cha mẹ hay là làm con cái của người này để họ báo oán, thì người này phải chịu cái sự ngậm ngùi đau khổ cái này, gọi là bị trả nghiệp. Thì ở trong cái ý nghĩa vay trả đó, chỉ có một trường hợp đó thôi, chỉ có một trường hợp là bị quan cái, mình hại người nào thì người đó quan trái để sau này trong vòng sanh tử hồi kiếp đi tìm kiếm để mà hành hạ lại, cũng giống như cái câu chuyện về cái cô vợ bé, cô vợ cả. Cô vợ cả hại cô vợ bé, rồi cô vợ bé gái sau sanh lại làm cọp
giết mẹ con của Nai. Rận Nai nó qua trái nữa, sanh là con gà, con mèo. Rồi cuối cùng sanh là con thiếu nữ và Dạ Xoa. Cứ qua trái nhau, cứ trở qua trở lại như vậy đó. Thì cái này chúng ta gọi là vai trả trả vai vậy đó. Nhưng chỉ có một trường hợp đó thôi. Không phải tất cả những sự kiện tạo nghiệp đều là vai trả hết, mà chỉ có cái sự tạo nghiệp ác mà có sự quan trái thì mới gọi là có sự vai trả. Còn khi mà tạo ác nghiệp và người kia họ không đòi, không đòi tức là không quan trái đó, nhưng mà đã tạo ác nghiệp rồi thì tự họ phải chịu gánh lấy cái hậu quả khổ đau mà không ai trả hết, không ai đi theo để mà đòi hết. Tự cái nghiệp đó nó phát sinh cái quả đó. Cái trường hợp này gọi là không phải là vay trả. Ác nghiệp có trường hợp vay trả, có trường hợp không gọi là vay trả. Còn nói về thiện nghiệp thì hoàn toàn không có sự vay trả. Bởi vì cái sự vay trả ở đây là một cái sự ép uổng, không bằng lòng, không tự nguyện. Nó thuộc về bất thiện. Do đó cho nên cái vay trả của nghiệp báo đó là chỉ nói trên cái phạm trù bất thiện nghiệp thôi, chứ thiện nghiệp không có nói đến được. Thế nhưng dầu cho ngay cả thiện nghiệp ác nghiệp nói theo cái tinh thần của Phật pháp, thì đó là pháp vô ngã, thì không có cái gọi là, không có cái gì gọi là vay trả. Ai vay và phải trả cho ai? Trường hợp này không có. Cho nên ở đây chúng ta nói rốt ráo cho cùng đó, thì cái vấn đề mà nghiệp quả là cái sự vay trả, thì trong trường hợp này họ chỉ nói một cách nôm na, nói theo kiểu nôm na thôi, cho người đời dễ hiểu. Chứ nếu phân tích chi pháp ra thì nó lấn cấn lắm thưa quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta nghe nói nó xuông lỗ tai quá, chúng ta nghĩ ồ hay quá, nghiệp quả là sự gia trả. Nhưng mà khi mà phân tích ra chúng ta sẽ ngập ngừng ngủ ớ, chúng ta không biết là nói vai, ai vai. Tôi không có muốn vai, mà trả cho ai? Bởi mình nhiều khi kẻ côn đồ đó giết chết vị A-la-hán, vị A-la-hán có đi theo đời sau để mà đòi hay không? Không có. Ngài viên tịch Niết Bàn thì hoàn toàn là chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi. Nhưng mà dầu vị A-la-hán viên tịch Niết Bàn, nhưng mà đối với người này đã mang cái nghiệp giết bậc thánh rồi đó, thì cái vấn đề nghiệp quả nó sanh xuống địa ngục A Tỳ trở lại người, thì cái chuyện đó không trả cho ai hết, không phải trả cho vị A-la-hán đó được. Cho nên không có vấn đề vay trả. Và một điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nói ở đây là có người họ khổ quá, cái họ đến chùa họ gặp chư tăng, gặp các vị trưởng lão, họ mới than thở, họ nói con cũng muốn thấy cuộc đời khổ quá, muốn tu mà thôi, vợ nguyện con cái làm khổ quá, nghĩ do nghiệp quá khứ, bây giờ nguyện trả cho hết nghiệp rồi hãy đi tu. Thưa quý vị, chúng ta trả xấu đầu xấu trán cũng chưa có hết cái nghiệp của chúng ta nữa. Cho nên đó, chúng ta tu là chúng ta phải trốn nghiệp,
chứ chúng ta đừng có nghĩ là trả hết nghiệp rồi hả, hãy tu. Bởi vì trong mỗi giờ mỗi phút tâm sinh diệt triệu triệu sát na đó, mỗi kẻ ngón tay trong đó cái dòng tâm động lực trong bánh đá nó sanh khởi không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Mà tâm động lực đó bao giờ nó cũng có đưa đến quả. Nếu như mà tâm động lực đó mà trả hết quả thì chúng ta chết. Thế thì cho nên ở trong một thúng hạt giống đó thì chỉ có một vài hạt giống là nó nảy mầm thôi, còn bao nhiêu nó lép nó hư hết. Ấy vậy mà chúng ta cũng vẫn còn bị khổ đau, đừng nói chi là trả hết. Mà bây giờ chúng ta chưa kịp trả xong là chúng ta đã tạo cái nghiệp mới rồi, bởi tham sân si. Còn cho nên tốt nhất á, gặp trong trường hợp đó là người Phật tử chúng ta phải trốn nợ một cách là chúng ta tạo cái nghiệp lành, tạo nghiệp lành cho nhiều lên. Chúng ta đã bị khổ, chúng ta suy xét cái này là ta khổ đây là do cái nghiệp ác của quá khứ. Mà Đức Thế Tôn đã dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chỗ đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì do đó bây giờ mình cứ ẩn nhẫn, mình cứ nhẫn nại, mình lo mà tu tập thiện pháp, hành thiền, giữ giới, bố thí, giữ giới, rồi hành thiền, bố thí, giữ giới, hành thiền, bố thí, giữ giới, hành thiền. Chúng ta tạo thiện nghiệp riết như vậy, chúng ta muốn nguyện rằng do thiện nghiệp mà ta đã làm đây, hãy thành một cái quy lực để ngăn chặn và tiêu diệt những cái ác nghiệp chúng ta cứ nguyện như vậy. Chúng ta làm phước làm thiện, chúng ta cứ nguyện như vậy, thời gian sau thứ bị nó trở thành bất khả tất cả cầm bát, tức là chuyển tấn nghiệp, chuyển tấn nghiệp. Nhưng mà trước hết là chúng ta tạo nghiệp lành để opapi với các cầm mắt, tức là chướng nghiệp cái đã. Chúng ta cản trở bớt cái ác nghiệp, đừng cho nó trổ quá mạnh, rồi sau đó chúng ta mới chuyển tấn nghiệp, là làm cho nghiệp đó, nghiệp ác trong quá khứ nó bị dứt trừ đi do cái thiện nghiệp chúng ta làm mạnh. Chúng ta là người sáng suốt á, mình tu là mình phải biết cắt đứt nghiệp ác, trốn cái nghiệp ác, phá vỡ nghiệp ác. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta trả cho hết nghiệp ác rồi chúng ta mới bắt đầu tu tập hiền thiện, không phải đâu. Trả không biết bao giờ mà hết được. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị trong câu này. Bây giờ xin tỉnh tượng tội với đẳng trở lại. Sa thú kính trực thừa tội thừa siêu. Mình thừa tội thừa siêu lẽ là để tội đi nghỉ, nhưng mà nhân thừa tội nói với câu pháp cú là ai làm dùng các hạnh lành và xóa mờ các nghiệp, chói sáng giữa đời này như trăng thoát khỏi mây, thì bạch thế tôn tu sĩ phải chăng là Đức Phật nói câu đó mang tới cách là tổng thể, mang tới cách nói chung chung? Tại vì có nhiều người đọc câu đó nghĩ rằng bây giờ mình làm các việc lành đó, nên là xóa hết ác nghiệp, có phải như nó đâu có xóa hết ác nghiệp, nhưng mà mình nói rằng đại khái là cuộc sống con người trước là xấu, bây giờ là tốt đó, thì cái tốt nó có thể chói sáng mình lấn áp cái cũ, nhưng mà không có nghĩa là mình lấy cái thiện nghiệp mà mình xóa hoài sạch ác nghiệp cũ, phải đúng như vậy không? Xin cái thiên thượng quan hỷ làm rõ ý nghĩa của câu phần cung này. Xin lỗi quý vị, cái câu số 5 chúng tôi sẽ trả lời, tại vì để thiên thượng đi nghỉ đó, để thiên thượng đi siêu đi nghỉ. Nhưng mà thỉnh thiên thượng quan hỷ nói thêm một chút về câu phần cung mà chúng ta vừa đề cập. Kính cung thỉnh thiên thượng. Như vậy thì xin quý vị lưu ý câu thảo luận số 5 đó, thượng tọa giáo đẳng sẽ trả lời. Ở đây chúng tôi chỉ trả lời cái câu hỏi trực tiếp của thượng tọa giáo đẳng thôi, chứ quý vị cứ post lên mãi như vậy cho người khác họ sẽ nói rằng chúng tôi giảng trật đề đó. Cái này thương mà hại chúng tôi, thương thầy mà hại thầy đó, sư tự chi. Ở đây thưa quý vị,
Thật ra trong cái câu mà Pháp Cú mà Đức Phật dạy là ai dùng các nghiệp lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây đó. Thì quả thật như Thượng Tọa Giác Đẳng có nói khi nãy đó, thì ở đây nấu lên cái người này bây giờ được chói sáng á, là do chính họ biết vươn lên, họ làm việc thiện, tức là họ biết vươn lên, họ biết hướng đến chỗ sáng. Chứ kỳ thật thì chúng ta đã tạo cái ác nghiệp ở trong quá khứ rồi, cho dù chúng ta có tạo thiện nghiệp cỡ nào đi nữa thì bất quá chúng ta nghĩa là kềm hãm bớt cái ác nghiệp thôi, chứ chúng ta không thể xóa hết, không thể xóa hết được cái ác nghiệp, không thể dứt trừ được cái ác nghiệp. Bởi vì ở đây chúng ta phải nhớ rằng chính bản thân của Đức Phật và các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, khi mà còn thân hữu dư niết bàn thì các ngài cũng phải chịu lãnh quả, hậu quả của nghiệp ở trong quá khứ đã tạo. Nó đến cái hồi trổ quả rồi thì nó chịu. Cái chuyện mà Đức Phật ngài bị Đề Bà Đất Đa lăn đá, một cái mảnh đá mà ném trúng cái chân của ngài cũng do cái nghiệp của ngài trong quá khứ. Hoặc là lúc ngài mệt quá, ngài khát nước, bảo trong giải ăn ra đi tìm nước, nhưng mà lúc đó đi đến ngang con suối thì vừa khi 500 cỗ xe của người thượng vua đi ngang quậy đục nước. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta mới biết rằng nghiệp chúng ta khó có thể tránh được hết, nghiệp ác chúng ta thể tránh được hết. Nhưng mà chỉ có điều là không phải vì thế mà chúng ta buông trôi cho cái nghiệp, buông trôi cho cái số phận. Nghiệp nó đã vậy thì mình chấp nhận cái số phận thôi, không phải. Mà chúng ta cần phải nỗ lực vươn lên. Chúng ta phải nỗ lực vươn lên. Như vậy là sáng chói, là sáng chói ở chỗ do cái sự nỗ lực trước sống phóng dật, sau người đó lại chuyên cần, sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Đức Phật này phụ thêm một cái câu pháp cú kế tiếp bằng cái ý nghĩa này để cho hiểu được rằng là chúng ta tạo, chúng ta biết mình có tạo cái ác nghiệp trong quá khứ, thì ngay trong hiện tại chính do mình làm việc lành đó, người này sẽ được sáng chói. Một người trước đây do hành động bất lương, họ bị tù đày. Sau khi ra tù, họ mang một cái lý lịch nó không có tốt, không có tốt đẹp với xã hội, với bà con láng giềng, với quyến thuộc. Nhưng mà nếu người này bỏ qua cái mặc cảm, cái tự ái, mà quyết tâm làm lại cuộc đời bằng cách là làm ăn một cách chân chính, sống vui vẻ, hài hòa với mọi người, biết thương yêu giúp đỡ người khác, và không có tái phạm những cái lỗi lầm cũ, dần dà thì cái quá khứ của người đó nó trở thành cái bóng mờ, và hiện tại anh ta được trở thành một ấn tượng trong sáng để cho mọi người nhìn vào ngưỡng mộ. Thì cái ý nghĩa đó là chúng ta phải hiểu
trong cái câu vừa dùng các hạnh lành để xóa mờ những ác nghiệp là như vậy đó, chứ không phải là chúng ta làm cái hạnh lành đó rồi để chúng ta làm cho mất đi, chúng ta khó có thể làm cho đi cái quả của ác nghiệp trong quá khứ. Chứ tôi xin được chia sẻ với quý vị một cái câu phụ 4B như vậy, một vị thầy. Sa thú kính trình thầy Đạo Tổ Sư. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn muốn nhắc quý vị một điều như vậy là có nhiều cái điểm rất là phổ thông trong Phật pháp đó. Chúng ta nghe nói thường và chúng ta cũng được nghe nhiều người nói. Và những cái quan điểm này thường được rất là phổ thông. Thậm chí có nhiều vị tăng rất là nổi tiếng giảng giải ở trên internet. Nhưng mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Và quý vị qua khỉ trời chúng tôi chút xíu nha. Dạ. Dạ, dạ thánh thưa tôi siêu đi nghỉ. Dạ, dạ thánh thưa tôi siêu đi nghỉ. Thưa vị, đó là lý do tại sao khi mà chúng ta học Phật pháp á, chúng ta rất cần đàm luận, rất cần bàn bạc đến nơi thánh chúng. Và đó cũng là một cái lợi ích và cái đẹp khi mà chúng ta có cái lớp Phật pháp Buddha Dhamma này. Thật ra thì chúng tôi khi duy trì lớp Phật pháp Buddha Dhamma, một ở trong những cái một trong những cái yếu tố mà khiến cho chúng tôi luôn luôn cố duy trì đó là chúng tôi thấy rất là lợi ích để chúng ta có thời gian, có điều kiện để thảo luận. Đôi khi thứ gì không phải là ở trong hoàn cảnh nào, ở trong môi trường nào cũng thảo luận được hết. Có nhiều lúc chúng tôi đến một cái tham dự một cái đại lễ được mời để thuyết pháp á, chúng tôi thấy trong khóa lễ đó đọc một bài diễn văn thì nói cho nó suông cho nó đẹp thôi, nhưng mà chúng ta không có đọc sâu được cái gì hết. Dạ, chúng ta nói cái gì nghe nó được mà, nói cái gì nghe nó êm tai rồi thôi, chứ nó không có lợi lạc nhiều. Khi chúng ta học Phật pháp đó, thì rất là cần để mình mổ xẻ và mình thảo luận. Và chúng ta nên cẩn thận với những cái quan điểm thường thức. Tại vì chúng ta nói chuyện đó, hay lấy cái nói bình thường, người ta nói nhân nào quả tay nấy, người ta nói có vai có trả vân vân, người ta nói những cái việc đó, thậm chí ở trong văn chương chữ nghĩa đúng chữ hạnh. Tuy nhiên tất cả phải coi chừng, trên mặt từ ngữ cũng như ý nghĩa thì nó đều có những khúc mắc. Và chúng tôi cũng phải nói với quý vị như vậy là đa thì hiểu sai, dạ, đa số hiểu sai. Trước khi cách đây không lâu có một Phật tử họ gửi cho một cái băng giảng trên YouTube mà họ nói rằng vị hòa thượng này nói hay quá, suy nghĩ hay, một điều mà con chưa bao giờ nghe hết. Thì trước khi vào mở cái đó ra thì các vị hòa thượng nó quan niệm rằng mình tạo cái nghiệp trong quá khứ nó đều hiện lên khuôn mặt mình hết, điểm nét mặt mình hết. Thì ai nghe cũng hấp dẫn hết thưa quý vị. Khi ai nghe nói rằng cái nghiệp mình tạo trong quá khứ nó hiện nét mặt người thế này thế kia, nhưng mà chúng tôi thưa quý vị là nói cái đó nói cho cái người không học Phật pháp nói học Phật pháp nói cho, nghĩa là mình nói xin lỗi là nói cho người không có trình độ thì nghe hấp dẫn lắm, nhưng người có học Phật pháp, rồi là thì nó không phải vậy. Nó phải là cái đứa ông sang thì ông mới là có nghiệp tốt. Có khi ông được cái nghiệp về tướng sang thì ông không có được cái quả phước về chuyện khác. Mà khi mà mình nói rằng là cái ngoại hình hay là cái nhân diện hay thân tướng mà biểu hiện tất cả đó thì cái nói nó rất là quả đoán, nhưng người ta vẫn nói và người ta ngồi đó rất nghe rất là hấp dẫn. Hay là chúng tôi nhớ rằng từng có nghe kể câu chuyện là có một bài vị Phật tử nói rằng
chư tăng mà một chút chư tăng Tây Tạng tu tốt, bởi vì có thể đứng ra gánh được cái nghiệp, bị thầy gánh gì cái nghiệp cho học trò, giải bớt cái nghiệp đi. Người ta nói giống như là cách mà bình thường mình đi vay nợ rồi có người khác đứng ra bảo chứng trả nợ giùm cho mình đó. Nghe thì nó hay đó, nhưng mà thì nó không có cơ sở căn bản rồi các con. Và điều này thì rất là khó, là tại vì quý vị thấy tại sao chúng tôi đưa ra những điểm này để thảo luận với Thiên Tòa Thượng Sư, bởi vì chúng tôi biết rằng đây là một cái lĩnh vực mà chúng ta hay có nhiều cái hiểu mà hiểu lệch lạc, hiểu lệch lạc là thì mình mới nghe rất là Phật pháp, mình mới nghe rất là nhân quả, nghe rất dị báo đó, nhưng mà thật sự ra phải nói rằng những điều đó rất là phi Phật pháp, rất là phi Phật pháp, chứ không phải là bình thường như chúng ta nghĩ đâu. Và có rất nhiều điều phản là giáo lý nhân quả, nhưng mà chúng ta không có biết. Chúng ta nghe, ta nói vậy, mình nghe nó rất là hay. Và cái khổ của người Phật tử chúng ta đó là Đức Phật là một bậc đại giác. Những gì Ngài nói ra đó có cái chiều sâu và có cái sự hợp lý cụ thể rõ ràng. Còn chúng ta là con Ngài đó, thì thật sự xin quý vị, chúng ta rất là lôi thôi. Chúng ta rất là lệch lạc ở trong việc này. Có đôi khi chúng ta không chịu dùng cái đầu mình suy nghĩ nữa. Nên chúng tôi phải nói một chuyện rất là buồn, là phần đông chúng ta hiểu Phật pháp ở trong cái cách hiểu rất là sai lệch. Hiểu rất sai lệch. Bởi vì khi mà chúng ta đọc vào kinh Đại Bát Niết Bàn thì nhiều đoạn Đức Phật này khuyên là phải nên rất là cẩn thận, đừng khoan tin một điều gì đó, bởi vì cái người nói là một người có tiếng tâm, hay là điều nói đó được nói từ một người mà đến từ một cái tu viện hay một Phật học có uy tín, mà phải đem đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, phải cẩn thận lắm thưa quý vị. Chúng tôi thưa như vậy là nói thì nghe nó quá, nhưng mà ở trong 10 điều mà quý vị nghe đó là cái 9 điều nó có vấn đề sai rồi, chỉ có một điều là tương đối là đúng thôi. Vì vậy trong cái ngôn ngữ để mà nói, cũng như là ở trong cái ý nghĩa mà được trình bày đó, cho dù đến từ một cái người mà có tiếng tâm, câu chuyện hồi nãy mà chúng tôi nói với vị là một vị hòa thượng mà giảng về tất cả cái nghiệp mình có thể tìm thấy trên nét mặt mình đó, phải một vị thầy vô tranh cho vị nó có tiếng tâm lắm, có chức vụ cũng cao lắm, không phải tầm thường, bởi vì nhiều người nghe theo. Nhưng mà những cái đó thì nghe nó hấp dẫn, dạ nó hấp dẫn, nhưng mà thật ra nó không có một cái chiều sâu của giá trị Phật học mà chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái việc học. Và không nhất thiết là quý vị phải đồng ý hết những gì mà Thiên Tòa Thượng Sư hay chúng tôi trình bày ở tại đây, hay tất cả chư tăng trình bày ở đây. Nhưng mà những câu hỏi này nó gửi cho chúng ta là đó là điều mà chúng ta phải đặt lại vấn đề. Đó là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Nếu chúng ta không có nên võ đoán hay là phê phán một chiều. Cái mà sợ nhất là có nhiều người nói về lý nhân quả, tin rằng mình làm lành thì được quả vui, làm ác thì quả khổ, và mình hiểu nghiệp tức là nhân quả, hiểu như vậy thật ra thì nó không phải là hoàn toàn sai, nhưng mà hiểu nó rất là hời hợt ở bên ngoài. Về giáo lý nghiệp báo nó có nhiều câu hỏi đó. Chúng tôi có thể nói cái gì như vậy là vì không có chư tăng ở trong lớp học, cho nếu có chư tăng thì có thể có cả mấy mươi câu hỏi nữa, thì chúng ta vẫn chưa nói hết đề tài nghiệp. Dù sao đi nữa thì chúng tôi muốn nhắc tất cả quý Phật tử là những đề tài tương đối rất là phổ thông trong bớt có chuyển nghiệp. Nếu mà khi chúng ta bàn về phương diện từ ngữ cũng như là ý nghĩa, cần phải được cân phân, phải được so sánh đối chiếu, và phải tự hỏi chúng ta nói về phương diện nào. Cái kết nối của người thế gian thì rất là hơi hợp về điểm này. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với cái câu thảo luận số 5. Câu thảo luận số 5 là cái câu mà người ta nói nhân nào quả lý, thì chuyện đó chúng ta cũng được nghe trong Phật pháp, nhưng mà chúng ta nên hiểu câu như thế nào là chính xác. Chúng tôi nhớ là hồi từ tập tiểu sư và chúng tôi đi học ở Vạn Hạnh đó, thì có một vị sư Nam Tông, vì nó cũng là đệ tử và thủ giả,
mà vị sư này thì lớn hơn chúng tôi rất là nhiều. Năm đó chúng tôi đi học đó, với toàn thị sư hình như chúng tôi 11, 12 tuổi thì sư đó hình như cũng ba mấy 40 tuổi đó. Mà sư cái tính là hay ước lắm. Dạ, nên sư hay nói tới đùa, nói chơi lắm. Thì có một lần sư nói chuyện với người Phật tử đó, thì cái cô Phật tử đó cũng rất là buồn. Cô mới hỏi chúng tôi, cô nói là con mua được một số cái lưỡi lam Chile đó. Chúng ta ở Việt Nam gọi là Gillette, để gửi cúng dường cho chư tăng trong mùa dân y, cho chư tăng cạo tóc. Mà sư Thiên Quang sẽ nói con là mình dường để làm chư tăng cạo tóc là kiếp sau đầu mình trọc khỏi cần cạo. Như vậy có phải không? Thì cô cũng nghe sư sẽ nói chơi, mà thật ra sư nghĩ là sẽ nói chơi thôi. Nhưng mà cô về cô nghĩ cả đêm cô không ngủ được. Tại vì người nữ sinh ra đời đầu trong mắt mình đâu ai chịu đâu. Vì sao chúng tôi kể thì sư thì qua nghe sư cười quá, sư phải đi tránh với cô. Tại vì cái này thật là đúng là nhân nào quả đó, đó. Nhưng không phải là mình cho người ăn xin ăn hay cho người vô gia cư ăn rồi tiếp tiếp sau mình trở thành người vô gia cư rồi ta cho lại, không phải vậy. Cái đó là nhân nào quả đấy đó. Cái nhân nào đó đấy đó, cái quả đó chúng ta nói nó ở trong một cách tương đối là nhân lành cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Cái đó đúng nghĩa là nhân nào quả nấy. Chứ không phải nhân nào quả nấy có nghĩa là một cái phiên bản được lặp lại và một cái bối cảnh được lặp lại, một cái kịch bản được tái tạo hoàn chỉnh, tức là lập dấu ấn. Vậy không có. Không phải như vậy. Cũng có những trường hợp một cái kịch bản được tái tạo. Dạ, thí dụ như người ta có quan kết với nhau. Mình giết người đó, người đó đời sau sanh ra giết lại mình. Giống như ngày Mahiya ở trong tiền kiếp đã từng làm một cái nghiệp sát với một cô kỹ nữ, thì đời này kỹ nữ sinh là một dạng soa đã làm con bò được hút chết ngài, mặc dù trong sinh chót ngài có những sự thành tựu rất lớn. Thì cái chuyện mà giết qua giết lại cho con trái thì chuyện đó có, nhưng mà không hẳn hoàn toàn tất cả những nghiệp nó đều thể hiện ở trong một cái hình thức là bổ cũ soạn lại hay là tái diễn hay chỉ đổi vai, không phải vậy. Nhưng là quả đấy không có nghĩa là đổi vai. Đổi vai tức là hồi trước đó, mình đóng vai này, người kia đóng mình là cả gây ra cái trọng án, người kia là cái nạn nhân. Rồi tiếp sau đổi vai mình trở thành người gây trọng án, người kia là nạn nhân, không phải vậy. Cái quả nhân nào quả đấy nó hoàn toàn không có mang ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta phải nên rất là cẩn trọng. Và ở đây nhé, thì nó lại nói lên một cái ý nghĩa của chữ gọi là quả của nghiệp là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi là chỗ nào? Là bởi vì có một người cúng dường thuốc, cúng dường am thất, thậm chí có thể cúng dường một cái vật rất là bình thường đến cho một vị Phật chánh đẳng chánh giác hay vị Phật độc giác. Nhưng mà do cái phước báo đó, người này về sau nhận được rất là nhiều cái quả, rất là quả, rất là thù thắng, kể cả thánh trí giải thoát. Thì mình hỏi rằng, ủa tại sao cũng nhiều có bữa cơm thôi mà lại được nhiều phước như vậy? Thì thứ gì ở đây nó rơi vào trường hợp gọi là phước bất khả tư nghị. Chúng tôi lấy một ví dụ, và một cái ví dụ như vậy là vị nào mà đi qua bên Hawaii, một cái hòn đảo, một cái quần đảo mà nằm ở giữa Thái Bình Dương đó, thì quý vị đi, quý vị sẽ thấy có một số những cái cây thảo mộc ở địa phương, mà những cái thảo mộc đó mình hỏi rằng không biết ai đem ra đây trồng từ trong đất liền. Thì nó nói như vậy, quý vị, người ta nói rằng ở trên trái đất này đó có những cái hòn đảo tạo nên bởi núi lửa, nhưng mà đến đó mình thấy có rất nhiều cây trái do ở trong đất liền hay nơi khác đem đến. Thường là lý do là những loại hột giống nó nằm ở trong khúc gỗ, hay là nó dính theo cái chân của con chim. Những loài chim nó bay trên này thì nó có nhiều trường hợp lắm. Và khi chỉ cần một cây nó mọc lên trên đó thì nó đơm hoa kết lụ, thì cái phấn hoa, cái hạt giống đó, nó kết thành hạt giống có thể bay nhiều nơi. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng có những loại mà người ta không trồng ở một hành trình phổ biến khắp nơi, như là hoa, như là trái,
từ đại lục này sang đại lục kia, từ những cái đại lục ra tới còn các hòn đảo vân vân, thì cái đó chúng ta khó nghĩ bằng dễ lắm. Theo thời gian năm dài tháng rộng thì một cái chuyện mà rất là đơn giản là quý vị nhớ là tháng 11 năm 2019 chưa tới 50 người ở tại Vũ Hán là bị lây nhiễm Covid. Cho nói 100 người đi, cho 100 người đi. Nhưng mà thưa quý vị, từ cái con số mà 100 người đó, ngày hôm nay chúng ta biết trên trái đất bao nhiêu. Ở tại Mỹ đã 58 triệu người bị lây nhiễm riêng ở tại Mỹ này. Gần 1 triệu người chết. Và hiện nay đó, mỗi một ngày ở Mỹ có cả hàng triệu người bị lây nhiễm với Covid. Và cái sự phát tán của Covid trên thế giới đó, nó ở cấp số nhân mà chúng ta không biết tưởng tượng được. Chúng ta không có tưởng tượng được là cái sự lây nhiễm nó khủng khiếp. Mặc dù chúng ta có truyền thông, báo chí, chúng ta có những lời cảnh báo của các hữu trách, chính phủ, rồi có biện pháp để đó kia, nhưng mà khi nó lan, chúng ta chịu không nổi. Do vậy, cái tác động của nghiệp là vô cùng. Tác động nghiệp vô cùng. Một sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác, hay là một cái hiện tượng nào đó có thể có một ảnh hưởng lớn lắm. Chúng tôi nhớ là có một tác giả là ông Edward Arnold, ông viết cái quyển mà The Light of Asia, là vầng sáng của Á Châu, ánh sáng của Á Châu. Thì thưa quý vị, ông là một nhà thơ, ông là một người một cái viên chức trong chính quyền thuộc địa Anh. Nhưng mà khi đọc về cuộc đời Đức Phật, ông có nhiều cảm hứng vào viết cái tác phẩm Vầng Sáng Á Châu. Ít có người biết rằng tác phẩm đó là ảnh hưởng đến bao nhiêu người, bao nhiêu tâm hồn. Có những người như là ngài Thomas Pala, nhờ đọc tác phẩm đó mà đã tuy là một cuộc đi hành hương sang lại với Ấn Độ và tìm lại những cái Phật tích, để rồi tranh đấu dành những Phật tích này cho những người Phật tử thập phương ngày nay. Có những học giả Anh rất là nổi tiếng. Dạ, ở trong có bà Ivy Order và nhiều người khác cũng cái nguồn cảm hứng do tác phẩm này mà đã tìm đến với đạo Phật. Và những người đó từ khi tìm đạo Phật, họ có nhiều cái cống hiến, những cống hiến mà chúng ta không có tưởng tượng được. Thì ngày nay như quý vị thấy rằng chúng ta nói smartphone, điện thoại thông minh, hoặc giả là PC, the personal computer, những cái máy mà chúng ta xài rất là phổ thông, iPhone, iPad, nó khởi sự từ những con người rất trẻ và rất là tầm thường. Họ theo đuổi những cái đam mê trong những garage nhà họ, và họ phổ biến, và từ sự phổ biến đó, nó đã bắt nhịp, rồi nó lan rộng ra, nó phổ biến rộng ra. Bởi vì Đức Phật ngài có dạy ở trong Tương Bộ Kinh là đừng coi thường đốm lửa nhỏ. Chúng ta thấy những cái trận cháy rừng khủng khiếp ở tại California, có khi cả hàng triệu hectare đó, thì nó khởi đầu từ mục đích nhỏ thôi. Đây, khi mà nói là quý ba cá trên thế giá là quả thì bất khả tư nghị, thì chúng ta cũng nên hiểu về những cái nói về cái ảnh hưởng của điều quả mình mong lắm. Khi mà chúng ta nhìn một khía cạnh rất là tích cực là sự ra đời của Đức Phật và cái sự lưu truyền của ba tạng kinh điển giáo lý của Đức Phật đã có ảnh hưởng bao nhiêu tâm hồn, và những tâm hồn đó ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại như thế nào, thì thứ gì rất khó chúng ta có thể nghĩ được hết. Mình chỉ biết một vài việc rất là đơn giản là lời dạy của Đức Phật đã thay đổi một con người đó mang tên là Ashoka Hay Dục vào cái thế kỷ thứ ba sau khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Và Tư Mộ là một vị đại đế chinh đông phạt tây, mở mang bờ cõi, thì này trở thành một vị thánh quân nhân từ. Và vị này đã gửi đi những cái đoạn truyền giáo, và những cái đoạn truyền giáo đã đến nhiều vùng đất khác nhau, đã đặt để cho cái sự phát triển Phật giáo về sau này và ảnh hưởng cho đến chúng ta ngày hôm nay. Hay là ông Cấp Cô Độc, trong một lần gặp Đức Phật ở tại thành Vương Xá, thì ông đã cung thỉnh Thế Tôn về thành Xá Vệ. Và từ cái ngôi chùa Kỳ Viên đó mà bao nhiêu bài kinh đã được thuyết giảng, lưu truyền cho đến ngày nay và ảnh hưởng đến chúng ta. Đôi khi chúng ta không hiểu biết đến những con người đó, và chúng ta không hiểu biết đến ông Cấp Cô Độc, thì chúng ta không hiểu nhớ đến vua A Dục,
và chúng ta suy nghĩ rằng những người đó ảnh hưởng chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng ta có thừa hưởng ở những người đó rất nhiều. Chứ tôi là một vị tu sĩ, thưa quý vị, sống ở trong chùa trong những cái tháng ngày mà chúng tôi suy nghĩ được cái sự tồn tại của Phật pháp rất là mong manh. Nhưng mà rồi ngồi nhớ lại đó, thì tôi mới thấy rằng chính chư vị thầy tổ đã bỏ cái công sức dương du học, như là Ngài Tịnh Sự, như Hòa Thượng Minh Châu, vân vân, chư vị mà đi ra nước ngoài học, đem về rồi chuyển dịch kinh sách, rồi truyền bá cái gì đó. Mà có thể trong giai đoạn khởi đầu không có nhiều người, không có nhiều người để mà theo. Khi mà Đại học Phạm Hạnh mà ấn hành những bộ như Trường Bộ, Trung Bộ, thật ra chúng ta cũng không nghĩ là có ảnh hưởng lớn đối với nền Phật học Việt Nam như ngày nay. Ngày nay cả bao nhiêu thế hệ tăng ni lớn lên tại các trường Phật học đều biết đến Kinh Đại Bali, thì cái đó phải nói được cái ơn rất, ở cái công ơn rất lớn của Hòa Thượng Minh Châu. Mà có lẽ chính khi Hòa Thượng còn sống, Hòa Thượng cũng không có thấy được chuyện đó. Và chúng tôi cũng tin rằng ví dụ như Ngài Tịnh Sự mà không có những tháng ngày về, mà Ngài làm việc một cách rất là thầm lặng, cố gắng giảng thắng pháp để mang thắng pháp đến cho người sau này, thì chúng ta cũng có được cái kho tàng thắng pháp ngày nay. Vì vậy ở trong dòng lịch sử của nhân loại, ở trong cái sự chiêu cảm của nghiệp báo, thì nó vô cùng chúng ta khó nói hết, chúng ta khó hiểu hết. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta không nên hiểu. Chúng ta nên hiểu một phần nào đó, nên hiểu ảnh hưởng nào đó. Để làm gì? Để trong những sự hiểu biết này, chúng ta biết ơn, biết cảm kích, và chúng ta cũng trân trọng lấy cái gì bình thường chúng ta có được. Chúng tôi không có cái tham vọng nhiều, nhưng chúng tôi tin rằng đã có một số những Phật tử từ cái việc mời vào học Phật pháp trong Pao Thoát, ở trong 20 năm qua khi chúng tôi duy trì Phật pháp Bồ Tát Tham Ma, thì đã có một số người thật sự là đã có cái sự phát tâm để ưa thích quan thị, để đọc vào trong cái tam tạng, đọc vào trong kinh điển. Hồi xưa thì chỉ thích nghe pháp, nhưng bây giờ thì đọc và đọc một cách nghiêm túc hơn, thì chừng đó nó cũng là một cái kết quả rất là đáng quý đó. Nhưng quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời này đó, chúng ta nên nhớ một việc Đức Phật kể lại là chớ khinh ác nhỏ làm mà rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hơn bình kia càng chảy bao giờ có hay. Rồi chớ khinh việc thiện nhỏ không làm rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hơn bình kia càng chảy bao giờ có hay. Dù là việc thiện hay là việc ác, mà khi nó nhỏ từng giọt lâu ngày nó sẽ đầy bình. Chúng tôi trong phòng có cái vấn đề lô bị trục trặc, đó là máy lạnh. Cái máy lạnh tự nhiên nó rỉ nước, vì nước ở trên trần, ở trên nhà nó nhỏ xuống. Và khi nó nhỏ ướt như vậy thì chúng tôi lấy một cái xô, chúng tôi đựng. Chúng tôi cảm nhận một cách rất là trọn vẹn là nó nhỏ từng giọt. Cái âm thanh nó chúng tôi nhớ rõ ràng lắm. Nhưng ngủ đêm tới sáng thì nó đầy cái xô nước. Và nước từng giọt nó cũng đầy. Và trong cuộc đời này đó, chúng ta nên hướng về những việc làm tốt đẹp cao quý, và luôn luôn nhắc cho chúng ta rằng thà là thắp lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mùi lửa bốc tối. Chúng ta đừng than thở nhiều, đừng tiêu cực nhiều, nhìn vào những điểm rất là tích cực, rất là tốt. Mỗi một phút ngồi nhìn hơi thở trong 30 giây cũng được, trong 10 giây cũng được, nhìn vào hơi thở. Mỗi buổi sáng thức dậy nghe một ít về lời dạy của Đức Phật ở trong 10 phút, ở trong 1 giờ, 2 giờ cũng được. Và trong cuộc đời, tại sao chúng ta không cho phép mình ăn những cái thực phẩm lành mạnh? Cái thân của chúng ta thì cần rau sạch, cần những thực phẩm lành mạnh, thì tâm của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy đem vào lòng những cái ý niệm đẹp, những cái giá trị tốt, và kho tàng Phật pháp thì có dư thừa những thứ đó. Kho tàng Phật pháp có rất nhiều điều để chúng ta đọc, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta cảm nhận, chúng ta lãnh hội. Và do vậy những điều này mang lại lợi lạc vô cùng. Chính vì thứ điều lẽ hôm nay đó, thì chúng ta sẽ có cái phần học kinh Nhật hành cũng như là phần phản ứng Pali. Tuy nhiên
khi mà viết về nghiệp thì chúng ta thấy rằng rõ ràng đây là một cái đề tài rất lợi ích cho quý vị nghe. Chỉ có một cái là cho dù quý vị không giới bận, không quan tâm những điều gì đề cập đến trong bài hôm nay, thì quý vị vẫn giữ trong lòng một điều rằng đây là một đề tài quan trọng mà chúng ta cần nhìn, cần nghe, cần hiểu một cách nghiêm túc, chứ không phải là một đề tài nói cho vui, nói cho qua. Bởi vì cái cách nói thường thức, cách nói bình thường mà chúng ta thường nghe có rất nhiều điều sai, có rất nhiều điều nó không có phù hợp với Phật Pháp. Và nếu chúng ta là người Phật tử, có tin Phật và thờ kính Tam Bảo, thì chúng ta sẽ học Phật Pháp một cách nghiêm túc. Và nhờ như vậy thì chúng ta sẽ được lợi lạc. Bài học Pali thì chúng ta sẽ tiếp học từng đấy. Chúng tôi có nói với Đại Đức Từ Tri rằng trong lớp học Pali này không có gì gấp. Chúng ta có thời giờ thì mình học tiếp, không có thời giờ thì mình sẽ để tuần tới, nhưng mà rồi chúng ta sẽ tiếp tục học. Quý vị đừng lo thế nào của học hành giáo trình. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Đa Tâm Ma. Ngày mai này quý vị chúng ta sẽ có giáo trình kinh tương ứng và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học bài hôm nay. Con nguyên thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sampai jumpa di video selanjutnya.